Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em My nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu, giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi anh chào My. Dạ anh chào anh Thái. Mến chào quý chú anh chị đang theo dõi kênh Thái cũng như đang xem clip của em ha. Thì trước hết em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em clip vừa rồi ha. Địa chỉ nhà vườn em là Tân Khánh Trung, Lấp Giò, Đồng Tháp. Số điện thoại như số Zalo em là 0907 426 576. Thì clip hôm nay cũng rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị em vô mã đầu tiên là cây số 1, cây ghép nhiều màu ha cô chú anh chị. Tán ngang cây này em đo là 90. Chiều cao là 1m. Hoành là 15. Mã số 1 này em xin giao lưu giá là 430.000, em đã bao gồm phí ship luôn rồi ha. Cây này thì gồm có đỏ lửa, ruby tím lửa, hồng gân, tím pháp. Tiếp thêm lên mình mã số 2 là một cây Kayata. Tán ngang cây này em đo là 78. Chiều cao là 90. Hoành là 18. Mã số 2 cây Kayata này em xin cho luôn giá là 430.000. Mã số 3 là một cây hồng gân, rất đẹp quý anh chị em. Thêm lên mình mã số 3. Tán ngang cây này em đo là 69. Chiều cao là 93. Hoành là hoành 16. Mã số 3 cây hồng gân em xin giao luôn giá là 400.000. Thêm lên mình mã số 4. Một cây ghép nhiều màu quý anh chị em. Vàng thái, đỏ lửa, cam lửa, tím bướm, hồng gân, ruby tím lửa. Tán ngang cây này em đo là 76. Chiều cao là 1m04. Hoành là hoành 20. Mã số 4 em cũng xin giao luôn giá là 400.000. Thêm lên mình mã số 5. Một cây tím bướm à. Tán ngang cây này em đo là 74. Chiều cao 77. Hoành là hoành 13. Mã số 5 cây tím bướm em xin cho luôn giá là 260.000. Tiếp em lên cho mình mã số 6. Tán ngang cây này em đo là 75. Chiều cao là 73. Hoành là hoành 12. Mã số 6 cũng xin giao luôn mức giá là 260.000. Tiếp em lên cho mình mã số 7. Gồm có red visa, tím bướm, hồng gân. Tán ngang cây này em đo là 68. Chiều cao là 1m05. Hoành là hoành 20. Mã số 7 cây nhiều màu này em xin giao luôn mức giá là 400.000. Tiếp em lên cho mình mã số 8. Ba màu lửa quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 73. Chiều cao là 79. Hoành là hoành 12. Mã số 8 cây này em xin giao luôn giá là 250.000. Đỏ, cam và ruby tím lửa. Tiếp em lên cho mình mã số 9. Tán ngang cây này em đo là 80. Chiều cao là 1m09. Hoành là hoành 25. Mã số 9 em xin giao lưu với mức giá là 420.000. Gồm có cam lửa, ruby tím lửa, vàng thái, hồng gân, đỏ lửa. Rất là nhiều màu hả cô chú anh chị. Tiếp em lên cho mình mã số 10. Tán ngang cây này em đo là 70. Chiều cao là 95. Hoành là hoành 15. Mã số 10 này em xin giao lưu mức giá là 260.000. Gồm có hồng gân, vàng thái, đỏ lửa. Em lên cho mình mã 11. Petro và Kayata quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 70. Chiều cao là 98. Hoành là hoành 21. Mã 11 này em xin giao lưu mức giá là 400.000. Tiếp em lên cho mình mã 12. Tán ngang cây này em đo là 88. Chiều cao là 92. Hoành là hoành 15.
Mã 12 này em xin giao lưu với giá là 280.000. Gồm có hồng gân, đỏ lửa, cam lửa anh chị em. Thêm lên mình mã 13. Một cây Kayata và Petro hai màu siêu bông. Tán ngang cây này em đo là 80. Chiều cao là 93. Hoành là hoành 21, nó hơi bị chạy tí xíu ha cô chú anh chị. Mã 13 này em xin giao lưu với giá là 400.000. Tiếp em lên cho mình mã 14. Gồm có hồng gân, cam thái, vàng thái, đỏ lửa, tím bướm. Tán ngang cây này em đo là 78. Chiều cao là 1m1. Hoành là hoành 20. Mã 14 này em cũng xin giao lưu giá là 400.000. Cây nhiều màu anh chị. Nó hơi chạy cái chỗ này nghe cô chú anh chị. Tiếp em lên cho mình mã 15. Tán ngang cây này em đo là 92. Chiều cao là 1m15. Hoành là hoành 18. Để dạ lên móc luôn anh chị em. Mã 15 này em xin vô luôn giá là 430.000. Năm màu thái á. Cây rất đẹp. Tiếp em lên cho mình mã 16. Gồm có Kayata, tím tuyết, hồng gân, red pizza. Tán ngang cây này em đo là 64. Chiều cao là 95. Hoành là hoành 20. Mã 16 cây này em xin giao lưu mức giá là 400.000. Một cây đỏ lửa hai mâm quýnh chẹp. Tiếp em lên cho mình mã 17. Tán ngang cây này em đo là 83. Chiều cao 1m. Hoành là hoành 14. Mã 17 này em xin giao lưu giá là 300.000. 300.000 cho mã 17. Tiếp em lên cho mình mã 18. Tiếp tục vẫn là một cây đỏ lửa ha. Tán ngang cây này em đo là 78. Chiều cao là 1m04. Hoành là hoành 15. Mã 18 này em xin giao lưu mức giá là 300.000. 300.000 cho mã 18. Tiếp em lên cho mình mã 19. Hai màu. Tán ngang cây này em đo là 84. Chiều cao là 90. Hoành là hoành 13. Mã 19 này em xin giao lưu mức giá là 300.000. Đỏ lửa và cam lửa anh chị em. Tiếp em lên cho mình mã 20. Một cây tím bướm. Tán ngang cây này em đo là 60. Chiều cao là 85. Hoành là hoành 13. Mã 20 cây tím bướm này em xin giao lưu giá là 260.000. Nó hơi bị chạy chỗ này tí xíu nè cô chú anh chị. Nhưng mà lành nè. Tiếp em lên cho mình mã 21. Tán ngang cây này em đo là 93. Chiều cao em đo 1m15. Hoành là hoành 18. Mã 21 này em xin giao lưu giá là 430.000. 430.000 cho mã 21. Đỏ lửa và cam lửa rực rỡ của anh chị em. Tiếp em lên cho mình mã 22. Hồng gân, cam lửa, vàng thái, đỏ thái. Tán ngang cây này em đo là 90. Chiều cao 1m16. Hoành là hoành 17. Mã 22 này em cũng xin giao lưu với giá là 450.000. Rực rỡ anh chị em. 450.000 cho mã 22. Tiếp em lên cho mình mã 23. Cây này size lớn anh chị em. Tàn đặc to ha. Tán ngang cây này em đo là 1m06. Chiều cao là 1m15. Hoành là hoành 16. Mã 23 này em cũng xin giao lưu với giá là 480.000. Gồm có hồng thái, đỏ lửa, cam lửa. 23 cũng là mã cuối clip hôm nay của em ha. Cuối clip cảm ơn anh Thái. Cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ cái thời gian cho xem kênh của anh Thái cũng như xem clip của em ha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những clip